Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Xin kính chúc anh em một ngày mới, một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và đầy hiệu quả. Và xin giới thiệu với anh em, nay gia đình lên một số cái mã lan, hàng thuần, hàng rời và hàng nguyên bản. Đây là những cái mặt hàng của gia đình ngày hôm nay đấy ạ. Ở phía bên đây ạ. Đây là những mặt hàng của gia đình bán ngày hôm nay. Và sau đây đi vào các mã. Thứ nhất là hàng chuồn rời. Hàng chuồn rời thì của gia đình hôm nay có ít thôi. Chỉ có hai mã hàng rời. Mã số 1 120.000 đồng. Mã này rất đẹp anh em nhé. Đấy, đang nụ. Đấy, phần trắng trắng là đang nụ. Cây rất là tươi và khỏe. Đây là hai cặp. Một cặp đây ạ. Đang nụ còn trắng trắng này. 3 cây. 4. Phần trắng trắng là đang nụ nha anh em. 5. 6. 7. 8. 9 cây, cả cây bé này nữa. 9 cây, cây nào cũng có nụ rồi, dư là cây bé thì chưa có nụ thôi anh em nhé. 120.000 đồng mã số 1. Và sau đây sang cái mã số 2. Mã số 2 thì cây to hơn và cây rất là đẹp, với giá là 170.000 đồng. Anh em xem cây này đây ạ. Đấy, đang nụ ạ. Có hai nụ anh em nhé. Đấy, phần trắng trắng ở dưới ạ. Phần nụ nhô ở bên này, một nụ ở phấn bệt. Đấy, phần trắng trắng ở dưới. Cây này được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá, 5 cặp lá. 1 cây. 2. Cây số 2 này rất là mập. Đấy, cũng đang nụ, hai nụ này anh em nhé. 2. 3. 4. Cây này cũng đang nụ. 5. Có 5 cây anh em nhé. 5 cây một đống như thế này, rất là đẹp, thân ngắn và lá to, mà lá to. 170.000 đồng. Sang mã số 3. Mã số 3 thì 130.000 đồng thôi anh em nhé. Đây, cây nguyên bản đang nụ này. Đây nguyên bản cắt từ rừng về. Cây thứ 2. Cây này thì được, mẫu này thì được 1, 2, 3, 4 cây. Cây bé này cũng đang nụ ạ. Đấy. Cây bên này thì chưa thấy. Thế đây ạ. Và cái cây to này thì được 2 nụ. Đấy, 2 mẫu như này. 130.000 đồng. Mã số 4. 140.000 đồng. Cây này cũng đang bắt đầu phát triển đấy ạ. Họ ghép nhưng mà cơ bản là đang phát triển mầm gốc ạ. À, cây thân rễ ạ. Đấy, anh em xem là phần rễ nó ra rồi đấy. Đây là phần bên này là đang nụ. Đây đang nụ. Cây này nụ rất là nhiều. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây anh em nhé. 7 cây. Với giá là 140.000 đồng. Mã số 4. Và mã số 5. Để anh em xem cái mã số 5 này là bao nhiêu tiền. Mã số 5 thì chỉ 100.000 đồng thôi. Mã số 5 này cũng mới ghép. Đây được nụ ạ. Đây thân mầm gốc đang ra. Một trăm nghìn đồng cái mã này. Và sang cái mã tiếp theo, đây là mã số 6. Mã số 6 này cũng rất là đẹp. Đây anh em xem này, trồng ở trên ghép ở trên những cái mảnh gỗ họ ghép lại. Đây đang nụ đấy ạ. Được 3 cây. Cái cây này rất là chắc anh em nhé. Cây này này, cây họ ghép thành tạo thành cái giọ như này, rất là chắc, nhưng mà anh em không sợ nó hỏng đâu. Dân họ làm một cái gỗ chắc rồi. Mã này thì có giá là 160.000 đồng. Được 3 cây.
Và sang mã số 7. Mã số 7 thì có 140.000 đồng thôi. Ở đây được 1, 2, 3 cây. Cả cây ngắn với cây dài. Cây này cũng đang nụ. Đây, thân này đang nụ. Hai thân to thì đang nụ. Tuy nhiên là quá trình vận chuyển thì cũng gãy mất cái cành đây rồi. Nếu anh em chốt cái mã này thì 140.000 đồng nha. Và sang mã số 8. Mã số 8 cũng thiết kế của cái dọ lan cũng tương tự như vậy. Ở đây ạ. Mã này thì được nhiều cây hơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 cây. Đấy, họ cũng ghép bằng cái mẫu gỗ như thế này. Với giá là 150.000 đồng mã số 8. Và mã số 9, 160.000 đồng. Mã số 9, tuy là ít cây nhưng mà rất là nhiều nụ, cây nào cũng có nụ. Đấy. Cách thiết kế của cái dọ lan cũng tương tự như vậy. Cây nào cũng đang ra nụ. Được khoảng 1 sen, 2 sen ấy. Có 4 cây. Với giá là 160.000 đồng. Và ở đây vào cái mã nguyên bản. Mã nguyên bản này rất đẹp các anh em ạ. Và cây thì rất khỏe. Đây ạ. Anh em xem. Cây thì rất khỏe. Đây phần nụ này, cây này thì được hai nụ này. Đó, còn trắng trắng này anh em nhé. Đấy, cây này bên này. Cây dưới thì cũng hai nụ, cây trên thì một nụ. Đấy, cây bên này, cây phía trên cùng thì cũng một nụ. Rất là đẹp. Thân rất khỏe, về anh em chỉ việc treo chơi thôi cái dòng này. Rất là dễ sống. Với giá là 270.000 đồng mã số 10. Và đây là mã số 11, 260.000 đồng. Mã này thì chỉ có một cây mẹ và đẻ được 3 con. Đấy, 3 con ở phía trên. Đây ạ. Đó là đẻ nhánh đi ạ. Và các cái con này thì cũng đang có nụ hết. Đây anh em xem. Các phần con của nó. Và cây mẹ thì đang có một nụ. Đây, phần con của nó thì đang ra, nụ đang ra. Đây nụ trắng trắng ở phần trên này. Đấy, một mẹ 3 con. Đấy, đây là thân gốc. Thân gốc này rất là già đời, lâu lắm rồi. Đấy, các con là để nhánh. Thuần lâu rồi anh em nhá. Bên này là họ buộc dây vải, mà cơ bản là cái dây vải này cũng chẳng tác dụng gì lắm. Để nó tạo độ ẩm thôi. Cũng với giá là 260.000 đồng. Mã số 11. Và sau đây đi tiếp vào các mã khác. Đây là mã cáo. Mã cáo này là một số mã này anh em hôm qua chốt nhưng mà để lại không có địa chỉ như vậy, không có số điện thoại nên là cũng không điện được. Mã này thì có 4 cây cáo. Đấy, thân rất là khỏe. Để bán là thanh lý lại cho anh em. Mã này với giá là 200.000 đồng. Bớt đi 50.000 nữa, hôm qua bán 250. Rất nhiều người hỏi nhưng mà không chốt được. Và cái mã tiếp theo. Mã này thì 270.000 đồng, mã số 13. Đây ạ. Rất là nhiều thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khoảng 7 thân ở trong này. Đấy, hai cây mẹ thì đang có nụ. Nụ ở phía trong đấy ạ. Anh em nhìn nó cũng không được rõ lắm. Đấy, nụ ở phía trong đấy ạ. Màu xanh xanh đấy ạ. Đó. Hai thân mẹ và các 3-4 thân con. Với giá là 270.000 đồng. Và đây có cái mã hai mẫu nguyên bản này. Một cây con. Vì anh em chỉ việc đặt vào chậu là nó phát triển ok thôi, không có vấn đề gì cả. Rất dễ sống.
Và đây có cây rất đẹp ạ, lá xếp này, phía bên một cây nữa, có 3 cây như thế này, với giá là 160.000 đồng, mã số 14. Và ở đây có một mã, đó là mã số 15, cũng chưa biết rõ nó là cái dòng lan gì. Gốc chân thân thì rất giống đùi gà, nhưng mà xem nó phát triển thì không phải đùi gà. Đấy, thân nó đây ạ. Đấy. Thập hoa thì cũng không phải. Theo mình nghĩ là đây là học thạch. Đấy. Với trồng trên mẫu dớn như thế này, thân cũng đang phát triển rất là nhiều mầm con, thân con. Đấy, phần bên này ạ, đang phát triển rất nhiều. Rễ rất to, trồng trên cái dớn, cây đang phát triển rất là tốt. Với giá là 200.000 đồng anh em nhé. Và mã số 18, xin lỗi, đây là mã số 17. Mã số 17 ở đây có tích hợp mà 3 loại lan, 4 loại lan. Đó là tam bảo sắc này, ý ngọc này, trồn này, trồn thì đang nụ đây ạ. Đấy, phi điệp vàng này, 3 loại ở đây. Với giá là chỉ có 70.000 đồng thôi anh em nha, cái mã này. Và mã số 16, mã số 16 này là dề kiều. Kiều này là kiều kiều vàng anh em nha. Đấy, thân rất là nhiều, thân tơ. Lá rất là to này, và xanh mướt. Đấy, thuần ở trên cái miếng gỗ dớn. Có cái thì chưa được chắc lắm đâu nha anh em nha. Thân có thân thì chưa được chắc ở trong cái gỗ dớn lắm. Họ trồng chắc cũng được chỉ được khoảng độ 1 năm thôi. Họ lấy từ rừng về. 170.000 đồng mã này. Kiều rất là đẹp. Đấy, thân to này, xanh mướt. Mã số 16 170.000 đồng. Mã số 17, xin lỗi, là đây là mã số 18, 140.000 đồng. Ở đây là phi điệp vàng. Đây ạ. Thân đang phát triển rất là đẹp. Phi điệp vàng này là mùa này thì chưa nở hoa anh em nhé. Đấy, thân này là những cái thân tơ, thân hoa đây ạ, được 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 thân tơ. Thân này là tới này nó cho ra hoa hết. Đấy. Trồng trên cái gỗ dớn phát thuần lâu rồi. Với giá là 140.000 đồng thôi. Đấy. Mã số 18 140.000 đồng. Và ở đây là mã số 20. Mã số 20 ở đây là tam bảo sắc, rất là đẹp. Đây ạ. Đây, lá rất đẹp đấy ạ. Nhưng mà có cái là chưa thuần lắm đâu nhá anh em nhé. Có cái thì là nguyên bản ở trong này, nhưng mà có cái đây thì họ ghép thêm mà thôi. Họ ghép thêm vào cái mẫu gỗ này, nhưng cơ bản là rễ cũng đang phát triển đấy ạ. Không chết được đâu anh em nhé, xem cái đầu rễ của nó này. Đấy, cây này đang nụ rất đẹp này. Được 2 thân to, còn lại là thân nhỏ thì không đếm. Thời gian phải đếm. Đấy, như này. Chỉ có 130.000 đồng thôi. Và ở mã đây cũng vậy. Mã này cũng cái thì mới ghép, cái thì ở nguyên bản ở đây. Đây là toàn dòng lá xếp đây này. Được 1 2 3 4 5 6, 6 thân. Đấy, lá ngắn lá rụt đây, đang ra nụ. Họ buộc ghép ở trên cái mẫu gỗ, có cái thì nguyên bản ở đấy, có cái thì họ ghép thêm. Tương tự như là cái mẫu mã 20. Đây là mã số 19. 120.000 đồng. Và ở đây có một mã rất là đặc biệt. Đây là tóc tiên. Anh em thường bảo nó là tóc tiên. Thực tế là cái giống tóc tiên là nó cây hoa lan, tóc tiên này nó khác, nhưng mà cái này nó không ra hoa, nhưng mà anh em vẫn thường thường hay gọi nó là tóc tiên. Đấy, thân đang phát triển đấy ạ. Một rễ rất là to này. Dài khoảng độ 1-1.2 anh em nhé. Đấy, thân dài như thế này. Đây là một rễ.
ở phía sau đấy ạ, rất là nhiều thân, tù tua cũng rất đẹp, và anh em về có thể trang trí ở ngoài cửa sổ, ngoài hiên, ngoài ban công. Đấy, nó không ra hoa đâu nhưng mà cái dáng hình thể của nó rất là đẹp. 200.000 đồng thôi nhé anh em, mã số 21. Và mã số 22 ở đây là da báo. Da báo ở đây là đang ra nụ đấy, đang hoa đây à. Đấy, đây là dòng hoa của da báo. Hoa của nó nở rất là bền. Phía bên này là đang nụ thì đang chuẩn bị ra. Còn đây là cũng đang mầm gốc, đông này là mầm nụ ạ. Để thế này cái dòng này rất dễ sống. Để nguyên thế này nó cũng tự ra rễ thôi. Đây cho anh em xem cái phần rễ của nó mới ra đây ạ. Đây phần rễ nó mới ra đây, rất là dễ ra này. Đấy, tự ra, tự mọc thôi. Cái mã này là một dề. À là hai thân. 70.000 đồng mã số 22. À, và đây cũng là cái mã cuối cùng của gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem video. Xin chào anh em.